Nhân quả tự khắc sẽ đến với kẻ tiểu nhân. Xin kính chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản Tin Online. Chúc quý vị có ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui. Thưa quý vị khán giả, thông tin bà Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng khiến cho những người yêu quý bà không khỏi xót xa. Có rất nhiều ý kiến xoay quanh câu chuyện này. Tuy nhiên, theo quan điểm của kênh Bản Tin Online, rất có thể những bằng chứng để giải quyết nhiều vụ án có liên quan tới bà Phương Hằng vẫn chưa đầy đủ và xác thực. Vì vậy, công an mới quyết định thêm 2 tháng tạm giam đối với nữ CEO. Dù có thế nào đi chăng nữa thì những sự việc bà Phương Hằng đã làm chúng ta cũng không thể nào chối bỏ được và vẫn một lòng tin yêu bà. Đừng để những thành phần chống phá dẫn dắt đi xa. Một vị khán giả kiều bào nước ngoài khi nghe được tin tức này đã rất đổi nghẹn ngào nên đã có những chia sẻ đầy xúc động như sau. Tháng ngày tiếp nối, trọn 3 tháng nữ CEO đã thực thi và thượng tôn pháp luật, chúng ta mới cảm nhận sự hy sinh tất cả chỉ để đổi lấy lẽ phải và công lý. 3 tháng trôi qua, nhưng sức nóng về drama của nữ CEO chưa khi nào thuyên giảm. 3 tháng đợi chờ và 3 tháng ngóng trông âu cũng là lẽ thường tình khi diễn biến câu chuyện chưa được ngã ngủ. Việc diễn ra hơn 1 năm qua đã đem lại những điều tốt và không mấy những việc lấy làm buồn. Sự tranh giành và nhường nhịn, cuộc sống vốn dĩ không công bằng, luôn có những sự bất công, vô lý, bởi vậy mà con người nảy sinh sự đố kỵ, luôn có sự tranh giành. Nhưng tồn tại song song với nó lại là những con người sống biết nhường nhịn, biết cho đi mà không cầu mong nhận lại. Bởi thế, tranh giành và nhường nhịn là hai vấn đề luôn tồn tại trong đời sống, đáng để suy ngẫm. Trước hết, chúng ta hiểu tranh giành là giành giật, là chiếm lấy phần lợi, muốn có được những thứ mặc dù không thuộc về mình. Cụ thể, như muốn giành lấy những thứ tốt đẹp của người khác. Ngược lại, nhường nhịn là cho đi, là chia sẻ những điều tốt đẹp của mình với người khác, một đức tính cao đẹp, đáng tự hào ngợi ca. Cụ thể, như muốn giành lấy những thứ tốt đẹp của người khác, ngược lại nhường nhịn là cho đi, là chia sẻ những điều tốt đẹp của mình với người khác, một đức tính cao đẹp đáng tự hào ngợi ca. Tranh giành và nhường nhịn là biểu hiện trái ngược nhau trong cách ứng xử của con người và luôn luôn tồn tại trong cuộc sống. Sự tranh giành được phát sinh từ lòng tham và sự đố kỵ. Con người khi không kiểm soát được những tham sân si, những ham muốn của bản thân sẽ phát sinh những sự tranh giành không đáng có. Cảm thấy bản thân thua kém người khác nên tìm mọi cách để giật những điều tốt đẹp của họ về mình. Thêm nữa, sự tranh giành còn bắt nguồn từ sự hiếu thắng, không thể thua kém người khác. Sự tranh giành sẽ làm mầm mống cho con người trở nên xấu xa và đê hèn. Ngược lại, sự nhường nhịn là một đức tính tốt đẹp thể hiện một con người vị tha, luôn biết quan tâm tới người khác. Sự nhường nhịn sẽ giúp cho con người sống chan hòa với nhau hơn, xã hội văn minh, giàu đẹp. Cuộc sống sẽ dịu dàng biết mấy khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau. Khi chúng ta hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của người khác thì sẽ biết nhường nhịn và giúp đỡ. Phải chăng những thói đời đã lên ngôi để vùi dập những điều thật nhất từ trong tim nữ CEO? Những kẻ ngạo nghễ phỉ báng những việc làm nhân đức ắt sớm muộn sẽ nhận được luật đời. Những kẻ luôn rình rập chống phá vào những công trình thiện nguyện của Đại Nam hẳn là những kẻ máu lạnh. Với tính cách và bản lĩnh của nữ CEO được ví như những câu từ trong cổ nhân Cách Dao, đó là người quân tử luôn khoan dung, không thù hận người khác, lạc quan tươi vui, cho nên họ ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không ngượng với đất. Người quân tử trước sau đều giữ vững mình, không lay động. Kẻ tiểu nhân thì luôn ở trong suy nghĩ, suy tư, âu lo. Người quân tử lòng dạ quang minh chính đại, rộng rãi, khí an thần định. Người quân tử giúp người mà không so đo tính toán. Người quân tử hòa ái với mọi người, nhưng không cùng người khác kéo bè kết đảng. Người quân tử rộng lượng và không kiêu căng, kẻ tiểu nhân kiêu căng nhưng lại nhỏ hẹp. Người quân tử ung dung bình thản mà không kiêu ngạo, và người quân tử có thể lấy đạo nghĩa mà bao dung hết thảy các ý kiến, cũng không giấu giếm quan điểm bất đồng của mình. Chân thành đối xử với người khác, đây là sự hài hòa lý trí và thiện lương. Trái ngược với những người quân tử là những kẻ tiểu nhân, trong lòng luôn cảm thấy người khác không phải, xã hội không phải, cảm thấy ghen ghét, đố kỵ, nên luôn toan tính nghĩ suy. Kẻ tiểu nhân thì thích câu kết, móc ngoặc với người khác, bề ngoài thì tưởng như quảng giao, nhưng khi lợi ích không còn thì tất sẽ đối xử lạnh nhạt, thậm chí là hãm hại người khác. Kẻ tiểu nhân lại dùng sự ngon ngọt, dụ dỗ, mê hoặc, gạt bỏ người đối lập, làm những điều sai trái, hại người hại mình. Kẻ tiểu nhân luôn kiêu ngạo nhưng trong lòng không an yên, bởi thế thường công kích người khác và luôn ở trong suy tư lo nghĩ. Và điều dễ nhận thấy khi luật nhân quả cận kề, kẻ tiểu nhân làm mọi cách để giành được quyền lực và tiền bạc. Chính vì vậy, kẻ tiểu nhân tuy được cái lợi trước mắt nhưng sẽ phải trả giá hơn điều nhận được.
Và rồi tháng này vẫn tiếp nối, thời gian đang ở phía trước, không hẳn sự gia hạn này sẽ làm cho chúng ta phần nào bớt đi niềm tin và ý chí. Hãy luôn hướng về phía chân trời, nơi ấy có muôn vàng ánh hào quang tỏa sáng. Cho dù bất luận mọi điều, tim tôi luôn dành tặng và hướng về tổ quốc thân yêu, nơi mà có những con người thành đạt, dân trọn tình thương ái tới người dân, đó là nữ CEO Nguyễn Phương Hằng. Trấn Thành Hồ Ngọc Hà cùng loạt sao đình đám bị báo Công an Nhân dân điểm mặt gọi tên, cộng đồng mạng hả hê đồng tình. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, trong bài báo mới đây, báo Công an Nhân dân đã thẳng thắn đề cập đến góc khuất của giới giải trí. Nhiều ngôi sao được nhắc đến như là Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà, Phương Thanh, Đông Nhi. Vào chiều ngày 23 tháng 6, báo Công an Nhân dân có bài đăng với tiêu đề gây chú ý: Khi thần tượng tạt nước lạnh vào fan. Trong đó tác giả không ngại đề cập đến chuyện một số người nổi tiếng xem nhẹ khán giả có những hành động phát ngôn ngông cuồng. Phương Thanh là cái tên đầu tiên bị nhắc đến. Việc nữ ca sĩ đưa chuyện tình cảm với Doãn Chí Kiên ra để PR sản phẩm âm nhạc mới khiến dân tình tranh cãi suốt những ngày qua. Mới đầu cô úp mở về chuyện quan hệ đôi bên gây hiểu lầm họ đang hẹn hò. Cho đến khi xuất hiện thông tin Doãn Chí Kiên đã có vợ thì Phương Thanh bất ngờ quay xe, khẳng định đối phương chỉ là người tình trong âm nhạc của mình. Cùng với đó, những hình ảnh trong MV mới cũng được chia sẻ như lời thanh minh. Khán giả phẫn nộ cho rằng Phương Thanh đang gây chú ý bằng chiêu trò tình cảm. Không ít người còn tuyên bố sẽ quay lưng với chị Chanh vì sự việc lần này. Đáng nói nữ ca sĩ không mấy để tâm, thậm chí còn đổ lỗi cho truyền thông và khán giả tự hiểu sai ý mình. Trước Phương Thanh thì Đông Nhi cũng từng điêu đứng vì mâu thuẫn với chính fan của mình. Bức tâm thư chỉ trích fan của nữ ca sĩ khiến cho cô lao đao. Dù cho bà xã ông Cao Thắng đã lên tiếng xin lỗi, cộng đồng mạng vẫn trừ điểm cô vì cách hành xử thiếu tinh tế và rất coi thường fan này. Không chỉ Phương Thanh, Đông Nhi mà một số nghệ sĩ khác cũng bị điểm mặt. Scandal cũ của họ được báo Công an Nhân dân nhắc lại. Cách đây nhiều năm, Trấn Thành với tai tiếng diễn giả gái trong Tô Ánh Nguyệt và tuyên bố nếu thấy hài nhảm thì vui lòng tắt tivi đã nhận về rất nhiều lời chỉ trích. Nam MC còn bị đài truyền hình Vĩnh Long cấm sóng một thời gian. Nhiều chương trình loại bỏ anh ra khỏi danh sách góp mặt. Mãi sau này anh ta mới dần lấy lại được chỗ đứng. Về phần Hồ Ngọc Hà, scandal tình ái của cô và đại gia Chu Đăng Khoa cũng được nhắc đến. Làn sóng tẩy chay mạnh mẽ mà nữ ca sĩ hứng chịu là bài học lớn cho các nghệ sĩ trong việc giữ gìn hình ảnh và lối sống cá nhân. Năm 2018, chuyện tình cảm giữa các Phượng Kiều, Minh Tuấn, An Nguy cũng là vết nhơ khó xóa của cả ba. Giờ đây họ chẳng còn liên quan gì đến nhau, cũng đã có cuộc sống riêng nhưng thỉnh thoảng ồn ào vẫn được nhắc đến. Vụ việc này cho thấy rõ khán giả không phải dễ bị lừa, đừng dùng chiêu thức đưa chuyện tình cảm ra để gây chú ý với họ. Đoạn kết của báo Công an Nhân dân có đoạn: Thiết nghĩ sự khó tính của khán giả sẽ là vòng kim cô giúp nghệ sĩ biết giữ gìn hình ảnh, cẩn thận trong phát ngôn và chăm chút hoạt động nghệ thuật. Ngay sau khi bài đăng này được chia sẻ, cư dân mạng liên tiếp để lại bình luận bày tỏ sự đồng tình. Nhiều người cho rằng nghệ sĩ nếu thực sự muốn được khán giả yêu mến hãy chỉ gây chú ý bằng tài năng, thay vì dùng đến những chiêu trò. Một số khác thì cho biết đã quá thất vọng với những ồn ào của người nổi tiếng từ trước đến nay, vì vậy hễ có vụ việc gì rầm rộ, phản ứng đầu tiên của họ là nghĩ rằng các ngôi sao sắp sửa ra mắt sản phẩm mới. Vậy nên cộng đồng mạng đã lần lượt để lại những bình luận: Không nên bận tâm cái đám showbiz Việt này làm gì, toàn mấy cái trò lố lăng. Tóm lại là nghệ sĩ bẩn, đúng không chú công an? Vậy mà mấy con thần tượng vẫn idol u mê sâu. Vậy mà vẫn còn fan u mê mới ghê. Ở nhà cha mẹ nặng lời xíu là nhảy dựng lên. Idol tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt thì vẫn bảo vệ, bó tay. Tóm lại là nghệ sĩ chán lắm chú công an ơi. Tôi chỉ thần tượng cha mẹ tôi mà thôi. Chưa có nghệ sĩ nào bị bế à mấy anh. Cái showbiz nó thối nát lắm. Văn hóa thì ít mà hit drama Mai Thúy thì nhiều.